Nãy giờ ông ráo ông chút quá rồi chút. Là sao? Dạ chấm cứng. Chính giờ, chính giờ, chính giờ. Ăn thử được chưa? Chắc chưa chín đâu. Nó già lắm rồi đó. Nè mày còn biết ra mày, mày thử món của vợ mày nè. Tươi lắm á, hôm qua mình làm là tươi lắm á. Mà sáng giờ mình... Đó, con mực á, con mực của con đó. Mẹ con làm thịt nó luôn rồi. Ha ha ha.